viên Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam ở nội dung chung kết 400m. Và ở nội dung này thì Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng với thành tích là 3 phút 48 giây 06. Trong ngày hôm qua thì Nguyễn Huy Hoàng cũng đã mang về tấm huy chương vàng cá nhân ở nội dung 1500m. Together we will fight until the end.